Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ 4.0, trẻ em đã sớm được tiếp cận với internet và mạng xã hội. Bên cạnh việc đem đến những cơ hội hữu ích như cung cấp cho trẻ nguồn thông tin phong phú, hình thành khả năng tương tác xã hội, môi trường mạng vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro khi việc tương tác trên mạng xã hội thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn tâm lý hay xuất hiện những nội dung không phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 60 triệu người sử dụng mạng xã hội, đứng thứ 18 trên thế giới và là một trong 10 nước có lượng người dùng Facebook và YouTube cao nhất thế giới. Đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chiếm tỷ lệ khá lớn lại là thanh thiếu niên. Theo số liệu từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, trong khoảng hơn 1.500 vụ việc liên quan trẻ em mỗi năm, số lượng vụ việc về tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng ngày càng nhiều tháng 10 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra trường hợp một cháu bé 7 tuổi suýt tử vong vì làm theo clip dạy treo cổ trên mạng xã hội. Một trường hợp trẻ nam 8 tuổi ở Tân Mai, Hà Nội, sau khi liên tục xem các video livestream chơi game đã được đưa tới bệnh viện khám với các triệu chứng kỳ lạ. Trẻ liên tục nhìn thấy những hình ảnh trong game là một hình ảnh mặt người cười nhe răng, đe dọa trẻ, luôn theo sát trẻ và làm hại, khiến trẻ luôn la hét, hoảng sợ. Từ một học sinh giỏi, trẻ đã không thể học được, luôn có các hành vi bất thường như đấm đá lung tung, chửi bới, đêm không dám ngủ. Tháng 11 năm 2020, một bé trai 8 tuổi tại Đồng Nai được phát hiện tử vong trong phòng tắm trong tình trạng treo lơ lửng sát tường. Nghi vấn nạn nhân học theo một trò chơi thử thách mô mô trên mạng. Tháng 3 vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã cấp cứu trường hợp bé NTN 13 tuổi sống ở Long An uống thuốc trừ sâu tự tử, tử. Người cho, cho biết Nguyên nhân bé Nghi Quẩn uống thuốc tự tử, tử là do bé N là lớp phó học tập, có mâu thuẫn với một số bạn trong lớp nên dần dần bị tẩy chay, bị cô lập và bắt nạt hội đồng trên mạng xã hội Facebook. Có thể nói, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu sử dụng Internet, mạng xã hội là tất yếu trong xu thế toàn cầu hóa. Một câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để trẻ em được sống an toàn trong không gian mạng? Không ai khác, bên cạnh các cơ quan chức năng, gia đình chính là lá chắn giúp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng một cách hiệu quả nhất.